Xin chào quý anh chị đầu tư. Trong video này nó sẽ bàn bạc kỹ hơn về vấn đề khi nào thì bán cổ phiếu, khi nào thì nên sợ hãi và đứng ngoài thị trường giai đoạn bây giờ, và chuẩn bị kịch bản trước cho giai đoạn tầm khoảng 1 cho đến 3 tuần tới như thế nào. Thì rõ ràng chúng ta hôm nay là có một áp lực bán khá là mạnh. Nào những thông tin đến từ câu chuyện đó là VND, nào những thông tin đến từ câu chuyện của âm sức mua của margin ở mức cao, vân vân. Thì rõ ràng là chuyển hóa mọi thứ vào kịch bản của trường trong ngày hôm nay rồi. Và trường ta đang cố gắng tích lũy lại ở quanh vùng 1270 điểm. Nhưng rõ ràng cái sức mạnh của trường ta hiện tại đang yếu dần rồi. Và mình nghĩ là sẽ cần có một cái cú thị trường chúng ta tạo đỉnh một đâu đó sắp tới xảy ra. Và trong video này thì sẽ phân tích rõ cho người tại sao những yếu tố như vậy. Đầu tiên, chúng ta xét về câu chuyện đó là vĩ mô nhé, thế giới nhé. Thì đầu tiên thì câu chuyện thế giới thì chúng ta đã có một số thông tin liên quan đến vấn đề đó là Fed sẽ khó lòng hạ lãi suất trong năm 2024. Đó, câu chuyện xảy ra như vậy. Và cái câu chuyện ở Việt Nam ta thì rõ ràng chúng thấy là cũng đã có những cái dấu hiệu tỷ giá lên và buộc phải dùng những cái kênh như là kênh OMO, kênh tín phiếu v.v. để hút lại cái dòng tiền, từ đó để tránh đầu cơ ở kênh tỷ giá. Ngoài ra nữa thì cũng đang có một số cái dấu hiệu rụt rịch của thị trường ở trong cái thế vĩ mô hiện tại, khi mà một số cái thông tin liên quan đến ở Trung Quốc hiện tại đang có những cái vấn đề không tốt về tỷ giá của họ và dễ ảnh hưởng lên Việt Nam chúng ta. Thì đó là một số vấn đề xoay quanh cục diện trong thời gian tới của thị trường như vậy. Nhưng mà rõ ràng tích cực nhất vẫn là dòng tiền hiện tại đang tốt, tín dụng đang hỗ trợ rất là nhiều và hy vọng là chúng ta sẽ còn tiếp tục tăng tiếp nữa. Nhưng thì chúng ta cần có một cái sự rũ bỏ cần thiết để sao mọi người, để có thể đi xa hơn, đi bền hơn và đi tốt hơn trong thời gian tới. Về mặt về câu chuyện của nội tại chứng khoán trong nước thì rõ ràng chúng ta thấy được một vấn đề, đó là đã có những công ty hiện tại đã phải buộc cắt giảm margin. Những công ty hiện tại đang gặp một số khó khăn về âm sức mua. Chứng tỏ điều gì mọi người? Chứng tỏ hiện tại cái lực đẩy lên của cổ phiếu hiện tại không cao. Nếu như mọi người trước đó sở hữu sức mua hấp dẫn đâu đó rất là lớn, nhưng bây giờ mọi người bán đi thì sức mua mọi người sẽ không được như vậy. Thì rất dễ thấy được câu chuyện đó là thanh khoản chúng ta khó mà thanh thoát và nhiều được như trước, trừ khi thì chúng ta giảm mạnh và có một mức thanh khoản cực kỳ cao mà thôi. Và sau đó sẽ có một ván bài mới cho trường chứng khoán hiện tại như vậy. Chính vì thế em hôm qua thì đã đưa cho mọi người một kịch bản khá sát với câu chuyện thị trường như sau. Đêm qua nha mọi người nhé, chúng thấy được một chiến lược của tầm 1 cho đến 3 tuần tới như sau. Thị trường tăng từ vùng 1020 cho tới bây giờ là cũng đã một cái vùng tăng khá là cao, khá là nhiều rồi nha. Và rõ ràng chúng ta thấy được là thị trường chúng ta đã có những cái cấu trúc, đó là tăng liên tục và xây nền liên tục, nhưng vẫn chưa có một cái cấu trúc rũ bỏ cực kỳ mạnh nha. Một cái nến rũ bỏ cực kỳ mạnh, một cái đợt rũ bỏ cực kỳ mạnh khiến cho những người hiện tại đang có lãi 30-40% buộc phải chốt lời. Và rõ ràng những người hiện tại đang lãi 5-10% có thể họ vẫn còn chưa bị chốt lời nữa cơ, hiếm gì những người 20-30%. Vậy thì làm sao để ép những người này họ chốt lời để có thể có lại cái câu chuyện đó là margin cho thị trường, và có lại câu chuyện đó là big boy tiếp tục cầm được lượng hàng hấp dẫn để kéo lên trên. Thì chính vì những yếu tố như vậy chúng thấy được là thị trường hiện tại đang cần có một cái cấu trúc điều chỉnh. Mà để mà nói sâu hơn, ở góc độ trường hiện tại là cũng đang thấy được là cái cấu trúc thị trường hiện tại đang sao mọi người, đang đi trong một cái cấu trúc, đó là giai đoạn sóng năm rồi, sóng năm của một cái sự tăng trong sóng C rồi nhá. Thì rõ ràng cái vùng đó vùng 1.300 cho đến vùng 1.320 này, hoặc là xa hơn nhá, vùng 1.350 đến vùng 1.370 sẽ là cái vùng chúng ta nên thận trọng và quan sát nhiều hơn và đứng ngoài nhiều hơn và sợ hãi nhiều hơn so với việc mà tham lam nhá mọi người nhá. Cũng đồng thị nghĩ là như vậy với trường ta. Thì câu chuyện như vậy, chính vì thế thì đã đưa cho 12 kịch bản như sau. Kịch bản đầu tiên, tức là thị trường ta sẽ có một nhịp tăng vượt lên trên cái vùng đó, vùng 1.350 cho đến vùng 1.370, và tích lũy lại vào vùng đó và cố gắng tích lũy lại và hướng lên trên. Đó là kịch bản tích cực nhất của cổ phiếu này, và sau đó xác nhận sóng C quanh vùng đó, vùng 1.370-1.375 vùng trường, sau đó cắm đầu giảm xuống. Cái nhịp giảm này sẽ là một nhịp giảm ép margin rất là lớn, có thể sẽ là sàn la liệt để ép margin.
nhá, và tạo đỉnh một đầu tiên của cơn sóng này. Kịch bản thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái đợt tích lũy lại quanh vùng 1270 cho đến vùng 1280, sau đó sẽ cố gắng hướng lên trên, cố gắng tiếp tục tăng lên trên nhá. Và kịch bản này xảy ra thì mình nghĩ là sẽ đâu đó nha mọi người nha, đó sẽ cần có những cái cú rung lắc mạnh, sau đó sẽ đi từ từ bò lên trên, sau đó mới một cú giảm. Thì kịch bản này sẽ giảm không mạnh nha, và nó sẽ trong một cái kịch bản đó là giảm trong những sự lường trước được của rất nhiều cá nhân đó. Thì nó là hai kịch bản thì nghĩ là khá là sát với trường như vậy. Chúng ta vì một kịch bản rất lớn này, chúng ta đã có một cơn sóng 5 giảm rất mạnh ở đó, ở đây mình thấy không, sau đó sẽ có một sóng A lên trên này vùng 1250 trừ, và sau đó chúng ta sẽ có một sóng C giảm mạnh về vùng phía dưới này, sóng B giảm mạnh về vùng 1020. Sau đó chúng ta lại có tiếp tục một cơn sóng, đó là sóng tiếp tục có một cơn sóng, đó là sóng C hướng lên trên này. Và hiện tại chúng ta đang đi tìm cái đỉnh của sóng C. Chúng mình thấy thì đang thấy được là cái đỉnh sóng C rất dễ có quanh vùng 1350 cộng trừ cho đến vùng 1320 hoặc là vùng 1370. Chúng ta quanh vùng trên vùng 13. Chúng ta cần phải thận trọng và cảnh giác nhiều hơn với trường chúng ta hiện tại nhá. Câu chuyện như vậy nha mọi người nha. Thì với những kịch bản trước đó thì đã đưa cho người một số cổ phiếu chúng ta canh bán bớt và đứng ngoài rồi. Giai đoạn tầm khoảng ngày 20 tháng 3, một số mã phiếu đã được view bán bớt đứng ngoài. Hôm nay chúng ta cần phải xem xét thêm một số mã phiếu về ngành banh, về một số mã phiếu chứng khoán và một số mã phiếu xuất khẩu nữa để xem xét kịch bản cho cái cuối tuần này như thế nào nhá. Thì chúng ta đã view những kịch bản khá sát cho kịch bản của trường rồi, hoặc là hạ tỷ trọng cổ phiếu như thế nào, hạ margin như thế nào, rồi cầm một số mã phiếu đầu cơ như thế nào và cầm tiền như thế nào ở giai đoạn này, khá sát cho người. Cho nên hiện tại chúng ta vẫn đang trong một cái vị thế đó là sẵn sàng mọi hành động và một thế tấn công nhiều hơn, vậy thì cho người thế phòng thủ nhiều hơn và chờ đợi những cái đợt chúng ta sẽ đứng ngoài nhiều hơn nhé. Đó có chuyện như vậy. Thì với những kịch bản của trường nó xảy ra như vậy thì nó sẽ nhìn nhận về những mã phiếu nào sẽ ưu tiên hạ nhiều hơn nhá. Thì mình đã view trước cho người từ cái đoạn đó là ngày 20 tháng 3 rồi, chúng ta sẽ view trước hạ những mã phiếu đã tăng mạnh trước đó này, thấy không, đó số mã phiếu tăng mạnh trước đó chúng ta đây. Thì rõ ràng những mã phiếu tăng mạnh trước đó sẽ là những mã phiếu như là đó, những mã phiếu như là GMD này, mã phiếu này đang thấy một cấu trúc là không tạo được một cấu trúc tăng tiếp diễn nhá, đang thấy một cấu trúc giảm hiện tại và khó thể vượt mạnh lên trên được. Cho nên tại anh thì đang thấy một cái rủi ro có với mã phiếu này, kèm đó là những mã cổ phiếu như là chúng ta thấy như mã phiếu EDC cũng vậy này, chúng ta thấy rõ ràng EDC cũng vậy này, nó tạo ra một cấu trúc đó là ba đỉnh ở đây. Và nếu chúng ta đánh về MACD thì thấy rõ ràng là đã có những cấu trúc đó là tạo phân kỳ ba đỉnh MACD đây rồi, thì buộc chúng ta phải hạ một số mã phiếu này là như vậy. Kể cả những mã cổ phiếu chúng ta thấy là như là mã phiếu như là SC này, đó cũng vậy, tạo ra ba đỉnh phân kỳ đây rồi, rủi ro rất là cao, quay trở lại kiểm tra không vượt qua được này và cắm đầu giảm này, đó yếu tố để xem thì nói mình phải thận trọng đoạn này như vậy. Kể cả những mã cổ phiếu như là CTR này cũng đang những mã phiếu tăng quá mạnh rồi, tăng quá nóng rồi và rất dễ có một sự điều chỉnh mạnh với những mã phiếu này, cần phải chốt lời bớt thôi. Cả VTP cũng vậy này, đó VTP cũng vậy nhá, đang có dữ liệu là cái dữ liệu hiện tại đang gặp vấn đề đó, một đợt đầu tiên này sẽ một cú hồi trở lại cho mọi người bán ra và đứng và canh chốt với một số mã phiếu này như vậy. Rồi với một số mã phiếu như là DGC cũng vậy, đó cần phải có những cái hiệu là áp lực bán nhiều hơn mã phiếu này và thận trọng hơn với một số mã phiếu này là như vậy. Rồi kể cả những mã cổ phiếu đấy như là có như là GVR này, hoặc là mã cổ phiếu như là Hòa Phát này, Hòa Phát là mã phiếu thận trọng nha, vòng lên tạo hai đỉnh không vượt qua được này và dễ tạo ra một cấu trúc đó là giảm nhiều hơn là của chúng ta, đó cho nên ta phải thận trọng nha. Đó rồi kể cả những mã phiếu như là chúng thấy như là một số mã phiếu Discworld cũng là mã phiếu ta cần phải thận trọng khi mà tạo được một cấu trúc đỉnh sau cao đỉnh trước này, đó những cấu trúc ta phải thận trọng với một số mã phiếu này như vậy nhé mọi người nhé. Ok rồi, với một số cái kiểu đánh của một số mã phiếu nha, về ngành banh tại cũng không thấy là cái gọi sức mạnh quá yếu nhá, MB này thấy không, hoặc là kể cả ACB này, đó CTG này, những mã cổ phiếu này cho thấy là cái áp lực bán rất mạnh ở vùng phía trên, tức là gọi là lượng cung nó rất mạnh và dễ tạo tiếp diễn một quá trình phân kỳ ở đây, cho nên phải thận trọng. STB cũng vậy nhé, chúng ta đang phải thận trọng nhiều hơn là mạo hiểm đoạn bây giờ. Kể cả những mã cổ phiếu như là BIDV cũng vậy, có thể chúng ta phải đứng ngoài nhiều hơn một số mã cổ phiếu này và quan sát nhiều hơn nhá. Đấy rồi một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành như là MBS, MSB của nhóm ngành banh vậy nhá,
cần phải đề phòng những mã phiếu này. Cho nên cuối tuần này thì cần phải đánh giá lại, giữa tuần này thì phải đánh giá lại nhóm ngành bằng có thể là phải đứng ngoài với một số mã phiếu này nhá. Về một số mã phiếu nhóm ngành chứng khoán như SAI vậy, là mã phiếu hiện tại em thì đánh giá không cao khi mà nó có hiệu là không giữ được một cấu trúc tăng đó và dễ tích lũy lại hoặc là giảm. VC cũng vậy đó, kể cả một số mã phiếu như là STS này đó, còn một số mã phiếu như là SHS hoặc là VND, nhưng mà phiếu này mới tăng thôi cho nên vẫn đánh giá cao được một số mã phiếu này đó. Nhưng mà để mà nói hiện tại cái cơ hội không nhiều nhá, kể cả những mã phiếu như là FRT đâu, hoặc là mã phiếu như là FPT vân, rất nhiều mã phiếu trụ này cho thấy dấu hiệu là tạo hai đỉnh rồi, phải thận trọng hơn giai đoạn bây giờ như vậy. Một số mã phiếu như là bất động sản thấy ok, bất động sản thấy ok như là SA, bất động sản thấy như là IDG này, Hòa Phát này, xin mọi người, PDR này khá ok, nó rất khỏe, tiếp diễn được cấu trúc tăng. Nhưng cái câu chuyện này muốn nói đến đây là những mã phiếu này hiện tại đang tăng rất là mạnh và chúng ta phải thận trọng vấn đề mua mới, có thì nắm giữ thôi chứ không phải chúng ta phải gọi là điên cuồng nhảy vào mua liên tục với một số mã phiếu này đâu nhá nha. Rồi một số mã phiếu như là Shell này, Đất Xanh vân vân này cũng sẽ là những mã phiếu chúng ta quan sát nhiều hơn và ngắm nghĩ nhiều hơn nha. Có thể là những mã phiếu nó còn khỏe, còn một nhịp tăng nữa, nhưng chúng ta để mà nói thì chúng ta mạo hiểm đoạn này phải nên thận trọng hơn. Có thể mà sẽ chốt lời một số mã phiếu kia và để tầm khoảng 20% vốn hoặc là 30% vốn cho một số mã phiếu này thôi thì sẽ an toàn hơn nhé. Đó thì với một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản công nghiệp như là KBC đó, hay là mã phiếu như là một số mã phiếu như GVR này, BHR này, rồi SCDC thì đánh giá thì không cao bằng cái câu chuyện đó là mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu KBC. Khi mà phiếu này mới tăng thì câu chuyện sẽ nhiều hơn và nó còn cái dư địa tăng hơn nhá. Rồi với một số mã cổ phiếu thì muốn nói đến đây là một số mã phiếu về nhóm ngành, nhóm ngành xuất khẩu như là ANV, Vĩnh Hoàng vân. Nhưng mà phiếu này chúng ta cần phải xem xét lại cái xung lực mạnh trong thời gian tới. Lực bản đã yếu dần rồi nhưng nó sẽ có những cái lực cân bằng rút chân quay đầu trở lại và nó sẽ bùng dịp tăng trở lại với một số mã phiếu này đó. Và tăng trở lại tôi sẽ đánh giá xem là cái lực tăng trở lại nó có mạnh hay không, hay nó chỉ là những cái nến yếu để chúng ta phải bán ra nhé mọi người nhé. Cho nên là cái thời gian tới sẽ cần phải xem xét kỹ nhóm ngành xuất khẩu luôn nhá, kể cả những số mã phiếu như là TCM này, Wheel vân nhá. Kính chào mọi người. Đó thì tóm lại chúng ta cần phải có những cái lực để chúng ta kiểm tra và phân tích mạnh hơn cái đoạn bây giờ, chứ không phải là cái đoạn chúng ta đi tham lam đoạn bây giờ nhá. Bắt đầu sợ hãi dần được rồi, tại vì là rõ ràng nhiều câu chuyện thấy được là chúng ta có tăng lên nữa thì nó sẽ áp lực nhiều hơn là mạnh mẽ kéo lên trên đi cùng nhá. Rõ ràng như vậy nhá mọi người nhá. Thì video thúc thôi, một video cảnh báo cho mọi người thôi. Thì anh Thiện là tham minh luôn rồi, là có thể sẽ là cái đầu tháng 4 hoặc là tầm khoảng tháng 4 đến tầm khoảng giữa tháng 4 sẽ là vùng sợ hãi nhiều hơn và lo sợ nhiều hơn nhá. Ok chào mọi người, xin chào mọi người nhá. Vậy mọi người ở cái video tiếp theo. Xin chào mọi người nhá.